Mời bạn nữ. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Cát Tường và quý vị khán giả có mặt ở đây. Rồi, chào em. Em tên là Võ Minh Trí, là năm nay 26 tuổi. Hiện tại em đang ở quận Bình Tân. Nghiệp của em là cảnh sát phòng chống tội phạm. Chà dữ rồi nha. Ở quê mình là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hay sao em? Dạ đúng rồi chị. Mời bạn gái giới thiệu. Minasan konnichiwa. Hajime masite. Watashi wa Long desu. Kotoshi ni zero kusai desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Vỗ tay mà không có hiểu, dịch luôn đi em ơi. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Loan, năm nay em 26 tuổi, hiện đang là điều dưỡng, sinh sống và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi sao mà em nói tiếng Nhật lưu loát vậy, có đi làm ở Nhật à? Dạ không, em có một thời gian để đi học tiếng Nhật ạ. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì trong cuộc sống, trong công việc dạ, của mình? Điểm mạnh của em là em có thể làm quà handmade. Đối với những bạn thân hoặc là những cái dịp đặc biệt, những người mà quan trọng với em á, thì em hay thường là tặng quà handmade ạ. Em còn có biết làm thơ nữa. Em có thể hôm nay đến đây á, thì em cũng có tặng bạn nam một bài thơ ạ. Rồi, xin mời em. Bạn trai hãy lắng nghe nha. Mùa đông lạnh lắm ai ơi, chờ người nơi ấy biết giờ nơi đâu. Mình em lạnh lẽo âu sầu, mưa rơi ướt hết tình ngâu thêm buồn. Đông về mang tuyết nhớ thương, cho đường thêm lạnh, cho sương đêm thêm dày. Đông về anh có nào hay, em chờ hơi ấm từng ngày đông qua. Anh trai, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là em thích võ thuật, thích nghiên cứu những cái món ăn đó, rồi chế tạo theo cái cách của mình. Em có khi nào vừa múa võ vừa nấu ăn không? Dạ cũng có, đi nhúng nhảy rồi múa đôi khi nó cũng đổ số đồ. Anh có chịu nấu ăn cho em không, chứ anh phải dạy em chứ em không biết nấu được. Dạ không sao đâu, chứ ăn uống thì anh nấu cho em ăn được mà. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em là nếu như mà em buồn một cái chuyện gì đó là em sẽ ngủ li bì luôn, giống như người ta gọi là gấu ngủ đông á. Rồi còn không, nếu như mà em suy nghĩ một chuyện gì đó em cũng ngủ luôn. Hay là mình đang suy nghĩ cái gì mình ngủ luôn vậy đó hả? Hay gì ta? Giấc ngủ dài nhất của em là bao lâu? Dạ giấc ngủ dài nhất của em là 12 tiếng. 12 tiếng là cũng bình thường thôi, có gì đâu gấu ngủ đông. Người ta ngủ mấy ngày mấy đêm chưa thấy gì nữa. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Hay hát nghêu ngao, rồi mỗi khi mà buồn đó, cũng hát, đi dọc đường cũng hát. Tao giờ nghêu ngao em hát thử cái gì đó coi. Em ơi giờ đây anh cần, cần một bờ vai em ơi. Nhưng không cần ai lúc này, để anh có nơi tựa vào. Rồi cũng dễ thương. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Mối tình dài nhất mới đây là bao lâu? Mối tình mới đây cách đây cũng 3 năm rồi, tụi em quen nhau 1 năm. Nhưng mà bạn ấy đi nước ngoài. À, tại vì lý do khách quan ha. À, bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có trải qua mối tình nào hết. Nhưng mà em có một mối tình đơn phương 7 năm mà. Cái gì? Đơn phương mà 7 năm? Dạ đúng rồi ạ. Có nghĩa là cái mối tình chính thức là chưa có mối tình nào hết? Dạ đúng ạ. 7 năm đơn phương một người. Khi mà ai yêu được em thì đúng em là một người rất chung thủy. Nhưng mà em là một người không có hay ghen mà lại hơi vô tâm á, nên không biết anh bên kia những cái lúc mà em, những cái dịp mà giống như là hả ngày lễ kỷ niệm hoặc là cái sinh nhật em còn quên thì không biết là lúc đó thì anh bên kia anh có buồn không? Nếu quên sinh nhật em có buồn không em? Dạ cũng tất nhiên là cái ngày của mình mà hai người yêu nhau quá đôi khi quên thì mình cũng hơi buồn chứ. Em có nhớ sinh nhật bạn gái không? Dạ sẽ nhớ chứ. Nhưng mà thôi sao, có gì bạn trai nhắc ha. Công nhận anh phải nói là anh nể em thiệt luôn á. Vậy bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào em nói luôn. Em muốn tìm một người bạn trai là biết quan tâm và chăm sóc cho em, cao 1m65 trở lên. Anh coi giùm em coi ảnh có cao không? Ngon lành. Không có hói, nếu hói thì cạo luôn đi, giống như Phan Đình Tùng càng tốt. Chớ rồi em hói sao anh? Hơi có khả năng hói. Mập ốm thì không thành vấn đề, mập thì ôm nó ấm, ốm thì có bờ vai vững chắc. Hói cũng đâu có sao đâu. Không, anh là không có hói. Thuộc với lại cái quan điểm của em là anh là rất là đẹp trai rồi. Điểm gì em ghét nhất ở người bạn trai? Cái tính keo kiệt và bủn xỉn. Em không có thích một chàng trai hay ghen. Ghen ở một cái chừng mực nào đó thôi, chứ không phải là em đi chơi với bạn cũng ghen mà hả lúc nào cũng gọi điện em 24/24. Tại vì em cái tính chất công việc của em thì không thể nào lúc nào cũng nghe điện thoại 24/24 được. Ghen là đương nhiên phải có chút chút tại yêu mà. Nhưng mà Tâm đi, đây là cảnh sát gọi là chống tội phạm thì có bản lĩnh lắm, đừng có lo điều đó ha. Anh thấy cô gái bên đây cũng rất là dễ thương em. Nhưng mà em gọi điện ảnh là lỡ anh ngủ mà anh không nghe là em giận. Trời ơi, sao tự nhiên người ngược ngạo vậy. Ảnh là nhiều khi cái công tác đặc biệt, ảnh không thể nghe điện thoại được mà không thể gặp em được luôn.
Không, nếu như mà anh ngủ kìa, còn nếu mà anh đi công tác thì đương nhiên là anh sẽ nói người ta đi công tác, ta đi làm về người ta mệt quá, người ta ngủ, người ta vô tình người ta ngủ re, người ta không nghe. Chị, điện thoại của người yêu là phải để một cái chuông khác để mà khi mà người yêu gọi tới là phải nghe liền chứ. Mà khó hàng chi thì đó. Là trời. Khó quá thì bớt bớt cái khó đó được không? Được, nếu như mà anh có thể làm siêu lòng trái tim của em. Miễn sao người ta yêu mình được rồi nha nha. Rồi, anh thấy đàn gái cũng dễ thương á. À, nhưng mà nếu được thì giờ chừng nào em muốn kết hôn nè? Dạ năm sau ạ. À. Năm cái sau gì? Dạ lẹ lẹ đi chị. Lẹ lẹ hả? Đúng rồi. À, chứ để lâu đâu được không? Dạ không. Ủa sao kỳ vậy? Đâu biết nấu ăn đâu làm dâu. Không ăn thì học chứ, rồi bây giờ rủi người ta ở với ba mẹ người ta rồi làm sao? Em sẽ chăm sóc ba mẹ nhưng mà chỉ có điều là không có biết nấu ăn thôi, ba mẹ phải dạy em. Thì đơn giản thì em chăm sóc ba mẹ có nhiệm vụ nấu cơm cho em ăn. Rồi chào em. Dạ em chào chị. Rồi được tội phạm được nổi không? Dạ nổi. Đang nhắm mắt hay mở mắt vậy? Em đang mở mà. À, đang mở mắt hả? À, mới lớn hả em? Dạ. Mới yêu hả? Sao mụn nổi nhiều vậy? Em mới tuổi gì thầy? Sao đây giờ dễ thương lắm, tôi mới ghẹo vậy đó. Rồi giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được nè? Dạ nếu như được thì năm sau cũng được. Năm sau, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có ổn định hết mọi thứ chưa? Dạ theo như em thấy là em cũng ổn định rồi. Lập nghiệp ở đâu? Sống với ai? Dạ em này đang ở chung với mẹ em. Thì là làm dâu rồi phải không? Dạ. Nhưng mà không sao đâu, em có thể phụ giúp được mà. Mà ba mẹ khó không? Dạ không, mẹ em rất là dễ, dễ thương lắm, cực kỳ luôn. Để em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích bạn gái em là ích kỷ quá hay là không quan tâm, sống mà vô tâm quá. Bạn này là hơi bơ bơ đó, hơi hay quên thôi. Không sao, quên thì mình có thể nhắc tôi nhớ mà. Cái mẫu người lý tưởng em sao, nãy giờ chị chưa nghe. Dạ cái mẫu người lý tưởng em thì em cần người bạn gái biết quan tâm, chia sẻ. Tại vì cái nghề nghiệp của em á là đôi khi áp lực công việc rất là nhiều. Thì đương nhiên là cái người yêu của em là họ cũng sẽ bị thiệt thòi hơn những cái người con gái khác. Người mà con gái mà chấp nhận yêu tụi em thì thật sự ra họ rất là gọi là dũng cảm luôn. Không sao cả, vấn đề là miễn yêu thương nhau này thôi. Được không em? Dạ được chị, tại vì tính chất công việc của em cũng giống giống như ảnh vậy đó. Có khi ngày lễ hoặc là ngày Tết em cũng phải đi trực. Nhưng mà em sẽ cố gắng để dành thời gian cho gia đình. Rồi, được rồi ha. Bây giờ hỏi ý kiến người thân nè, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với dì Dượng và bạn thân của em ạ. Chào anh Quyền Linh. Dạ. Dạ, chào chị Cát Tường. Dạ, con chào dì. Dạ. Thấy bạn bên đây cũng dễ thương, cho nên là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu, chứ mới gặp thì cũng chưa có biết. Rồi, cảm ơn dì. Em đi với ai, em trai? Dạ, em đi với lại mẹ với lại dì của em ạ. Dạ, chào dì. À, chào mẹ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Xin chào con, xin chào gia đình bên bạn gái. Bên đây bạn gái nó là không biết nấu ăn không sao con. Mẹ là nấu ăn giỏi lắm. Để sẽ dạy. Thường thì nấu ăn cho con trai chỉ có ngày nghỉ thì nó nói để cho con học phụ, giống như là nó theo nó dòm cho mình nấu vậy đó. Thời đại bây giờ không có nhất thiết phải phụ nữ phải vô bếp đâu. Cùng nhau thôi. Yeah. Hay quá. Yeah. Quá. Thì nếu mà có gì thì xin nhờ cô giúp đỡ cho con ạ. Thì con nhắm mà thí dụ mà nãy giờ nói đó, có thể cho cơ hội tìm hiểu với nhau. Cái nào mà thiếu sót thì mình có thể là mình đã là một nhà thì mình bù đắp với nhau, không sao. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Hay quá. Hay quá tí. Mẹ trên cả tuyệt vời ha. Rồi, bây giờ là quan trọng nè, mở rào ra cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Được. Mở rào. Hồi hộp của anh. Hai đứa xem mặt nhau đi. Chào em. Thì anh đến với chương trình có món quà tặng em làm kỷ niệm. Dạ em cũng có món quà tặng anh. À, cảm ơn. Anh có thể đọc cái tựa sách lên được không? Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Dạ em nghĩ là trong cuộc sống này ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Và em cũng muốn là trên con đường sau này sẽ được viết tên của hai chúng ta. À, cảm ơn. Rồi, anh, múa côn tặng bạn gái tiết mục đầu tiên. Anh dừng lại một xíu được không ạ? Em có một cái ảo thuật nhỏ nhỏ để tặng cho anh. Trời ơi. Ảo thuật luôn. Ghê ghê. Dạ. Bây giờ anh có thể đón trong tay em có gì được không ạ? Trong tay em à? Dạ, bây giờ nè, anh đón này. Anh có thể mở ra. Mở tay này. Thôi em không có gì hết. Này. Dạ, anh đưa hai tay anh ra. Nắm lại. Xong, buông ra. Buông ra. Rồi, bây giờ anh đón lại nha. Mở ra. Giờ có gì không ạ? Có. Có gì? Có em. Không, có bàn tay anh trong đó. Múa côn liền. Cũng lanh lắm. Thì em xin gấp vui xíu một số. Dạ. Được ha.
múa côn về bảo vệ bạn gái thôi rồi đó. Em có cái bệnh là bệnh mù đường á, không có nhớ đường đi. Nếu mà sau này em muốn đi đâu anh có thể chở em đi được không? Trời ơi, em cứ yên tâm đi, em muốn đi đâu là anh có Google Maps dẫn đường luôn, tại anh cũng mù đường như em mà. Nếu như mà sau này mà hai đứa về chung một nhà thì anh có dự tính gì cho tương lai không? Thì dự tính này, dự tính của anh á là khi mà hai đứa mình cưới nhau về á, về chung một nhà rồi á, thì cái đầu tiên của anh là anh sẽ cố gắng đi làm, thứ nhất để lo gia đình, thứ hai là anh sẽ để dành số tiền để anh mua căn nhà khác đứng tên của hai đứa mình. Dữ ta, dữ dữ sói ca nha. Em có 3 câu hỏi để hỏi anh và anh chỉ trả lời có hoặc không. Mà này mà khó dữ. Câu thứ nhất là anh có thích nuôi chó không? Có. À, câu thứ hai là anh có thích trẻ con không? Có. Câu thứ ba là anh có thích em không? Có. Cài bây giờ mấy lần rồi. Dài ha. Anh cũng có đặt câu hỏi với em có thích nuôi chó không? Dạ có. Giờ em có thích anh không? À, câu này để từ bàn tay tới trái tim nhanh. Từ đâu? Bàn tay đến trái tim. Từ bàn tay tới trái tim hả? Bàn tay làm gì ra tới trái tim? Phục cuối chương trình anh sẽ biết. Thôi hai đứa nói chuyện tiếp đi. Thì anh chỉ muốn là giống như là về nhà gia đình mình á, giống như là cuối tuần sum họp nhau, có bữa cơm gia đình nó nghi ngút, anh sẽ cố gắng tranh thủ về phụ em làm, và không anh sẽ đi chợ luôn, đi về hai đứa mình nấu ăn. Cuối tuần thì nó sẽ vui, xong dắt tay nhau cuối tuần đi chơi vòng vòng, có con cũng vui nữa. Anh chỉ muốn thôi. Anh thích sao mấy đứa? Lý tưởng quá. Anh thì chỉ là hai người, hai đứa là được rồi. Em thì thích một đội bóng luôn mà chắc cũng không có cho phép được. Hai đứa thôi, trai gái được rồi. Sinh đôi đi anh. Cũng được đó, đứa nhất mình sinh một, đứa hai sinh đôi. Hai đứa tính như đúng rồi luôn vậy. Thật sự anh rất là thích trẻ con. Và anh cũng nghiên cứu một số về phụ nữ. Giống như là những lúc mà em ốm đau bệnh tật hay gì đó, biết được những cái đó sẽ hỗ trợ em phần nào đó vào những ngày ấy. Em có yên anh tâm. Có em gái mưa không? Tất nhiên là không rồi. Tại vì á, anh biết là cái chữ em gái mưa á, ăn chung, giống như đi chơi chung, làm mọi thứ với một người yêu, nhưng mà đó không phải là một người yêu, đó với anh là không được. Rồi em gái em đi với em dưới mưa có phải em gái mưa không? Dạ đó là em gái đi dưới mưa chứ không phải em gái mưa. Em ghét sự lừa dối trong tình yêu á, thì không biết là em cũng là một người rất là chung thủy, nếu mà đã yêu ai thì yêu một người thôi, còn anh thì sao? Thì tất nhiên là mình yêu nhau thì mình chỉ yêu duy nhất một người thôi. Anh mong muốn những lúc mà mình cãi vã nhau thì những lúc đó là hai đứa mình nên ngồi xuống rồi nói chuyện, hay là giận quá không nói chuyện, nhưng rồi mình cũng phải nghĩ về cái quãng đường của mình đã bước đi như thế nào, thì mình sẽ cố gắng hàn gắn lại với nhau, chứ không phải là giận quá thôi tôi đúc đơn ghi lì dị, hay là tôi chán ghét anh quá tôi yêu người khác rồi hay như đó, hay là mỗi khi mình buồn quá mình kiếm một người khác tâm sự và mình yêu người đó luôn, anh không chấp nhận được. Vậy nếu như mà em làm gì đó sai á, nhưng mà em không nhận lỗi trước á, thì anh có chấp nhận là nhận lỗi trước không? Thì tất nhiên là người con gái khi mà họ làm sai họ ít khi nào nhận lỗi trước lắm. Ủa sao đàn gái hỏi hoài vậy? Tại đàn trai để đàn trai hỏi chứ, cho đàn trai hỏi chứ, hỏi đi em. Dạ hỏi đi. Cho ưu tiên đàn trai hỏi với. Theo như em á là những cái em thấy anh công việc vậy á, em có cảm thấy áp lực lắm không? Em có hay có thấy sợ không? Anh là bảo vệ bình an cho đất nước thì em thích, chị em chỉ lo sợ là anh gặp nguy hiểm thôi. Dạ rồi, anh cảm ơn em rất là nhiều vấn đề đó. Trước khi có vợ có nghiên cứu gì lấy vợ không? Dạ có, em nghiên cứu về phụ nữ sẽ khi mang thai họ như thế nào, họ sau khi mà sau khi sinh ra họ như thế nào. Cái đó em biết hết anh. Rồi gì nữa? Rồi những vào những ngày ấy là họ cần cái gì? Ngày ấy là ngày gì? Ngày ấy là cái ngày dâu á chị. Dâu là ngày gì? Em khó nói quá. Chị cái này ai cũng biết rồi, chị cứ hỏi gài ảnh hoài. À thấy chưa binh thấy chưa. Rồi. Rồi. Gì mà binh nữa cô? Bây giờ á là mỗi người nói một câu mình cảm nhận thật về nhau thế nào. Em thấy bạn gái là người rất là thật thà, mà có sao nói vậy em rất là thích. Em thấy anh cũng rất là hòa đồng, cũng biết quan tâm. Rồi xong. Bây giờ mình nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình nó có rung động thật sự hay không. Bấm nút là bấm đúng với cái sự rung động của trái tim mình, đừng vì chuyện gì khác cả. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm nút chậm vậy. Em ấn quý
nguyên bàn tay mình không vô, vậy phải chọn nó mới vô. Ghê chưa, duyên phận đã tới rồi, mình phải nhanh gọn lẹ nha, đừng có chờ hoài tới chừng chọt cái mất tiêu luôn á. Không ngại mà chị. Phép đi. Xin phép gì vậy? Hôn bạn gái gái không hôn mà không mắc cỡ. Con cũng xin phép mẹ với gì con. Nụ hôn đầu tiên. Ê ê ê ê, nụ hôn đầu tiên hôn sao cho nó đúng á nha. Nào, thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình nãy nói gì mạnh mẽ lắm mà. Nào. Đó. Nó phải vậy ha. Thôi, hai đứa thấy hợp nhau á nha. Vâng ạ. Chào chị nha. Anh giới thiệu về bản thân mình cho chương trình biết được nhá. Anh giới thiệu về tên, tuổi của mình này, rồi là công việc hiện tại của mình đang là gì, quê quán của mình ở đâu. Giới thiệu thêm một chút về bản thân mình nhá. Như là điểm mạnh, điểm yếu của mình, mình có cái gì mình chia sẻ cho chương trình mình nhá. Được, mời anh. Anh nha, tên Mạnh. Về gốc thì anh ở Nam Định, đồng nghiệp ở trong Lâm Đồng và sinh sống bây giờ đấy 15 năm sinh sống. Điểm mạnh gì yếu thì điểm mạnh. Khoan anh ơi, bây giờ anh nói lại cho em cái họ tên của mình là gì, anh nói từ từ chậm chậm thôi. Anh Đặng Đức, anh tên là Đặng Đức Hùng. Đặng Đức Hùng hả? Đặng Đức Mạnh. Dạ rồi, mình sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm 1954. Dạ rồi, hiện tại là mình đang làm công việc gì ở Sài Gòn ạ? Anh hả? Dạ. Anh có công ty nhỏ bên xây dựng. Ừ, dạ rồi, ok. Mời anh chia sẻ tiếp về bản thân mình ha. Điểm mạnh, điểm yếu của mình đó. Điểm mạnh của anh thì từ nào từ nhỏ. Trường bây giờ công việc cũng tạo. Còn điểm yếu thì hơi nhút nhát. Dạ alo mấy chị ơi, mình có nghe rõ anh hoặc nó không ạ? Ừ, mà hỏi tiếp đi Ngân ơi. À rồi, anh ơi, anh chia sẻ thêm về cái chuyện tình trường của anh nhá. Mình đã từng yêu ai hay lập gia đình chưa ạ? Chào, mình chưa lập gia đình. Nhưng mà có quen một bạn khoảng 6 năm. Nó thẳng với chương trình này cũng mới chia tay được 3-4 tháng này. Tại vì không phải hai người có vấn đề gì, vấn đề gia đình, bạn phải lo cho gia đình ngoài và bác, nên là hai người tạm dừng, nói chung là dừng hẳn rồi. Bạn lo cho gia đình với bác là bạn quen yêu nhau ở trong Sài Gòn, sau đó là bạn ra lại với bác rồi thì sao? Thật sự đó, với anh học cùng cái học văn bằng hai luật, học cùng rồi chị đó làm luật sư ở trong bàn. Nhưng mà gia đình ngoài bà ấy là chị đó, tức là mẹ, còn bố mẹ với cũng là em trai thì nói chung có vấn đề, tức là chị phải về nuôi hai đứa con của em trai. Cũng mấy hai năm nay, hai ba năm nay bạn ấy vẫn quyết định về với gia đình. Rồi, vậy thì rồi tham gia chương trình là mình muốn chương trình tìm cho mình cái mẫu bạn gái như thế nào hả anh? Anh thì chỉ cần có người bạn gái sống theo cách đơn nếp truyền thống, trong là hiền. Rồi, cụ thể hơn đi anh, về tuổi tác này, ngoại hình như thế nào này, chiều cao, quê quán, bạn nữ. Cái này hỏi chương trình muốn hỏi là để biết rõ nhất để làm thế nào mà biên tập tìm cho anh cái mẫu người mà gần nhất với cả cái mình mong muốn. Còn nếu mà mình chia sẻ chung chung quá thì là nhiều khi bọn em sẽ rất là khó để tìm cho mình được cái mà người mà hợp với mình. Thế nên là mình có thể chia sẻ hết cho em từ về mặt tính cách của người ta này, từ về ngoại hình của người ta, về công việc, về quê quán, rồi là anh không thích điều gì ở người ta, ở những bạn nữ như thế. Ở bạn nữ thì anh không thích điểm gì, rồi anh chia sẻ cụ thể hơn cho giúp em nha anh nhá. Anh thì mẫu người con gái của anh thì ngoại có nói rồi,
thứ hai là nếu có con gái mà mình bạn mình chung được, còn ngoại hình thì nói chung là cũng dễ, nói chung dễ nhìn chút mà không không quan trọng đâu. Còn cao chiều cao khoảng 1m55 thì đấy, anh cao 1m69. Thì còn công việc thì nói chung là công việc văn phòng hay là sao cũng được, miễn sao là biết lo toan cho gia đình. Rồi, mình là công ty xây dựng đấy là công ty của riêng mình ấy, là mình làm chủ đúng không ạ? Là công ty của anh. Vậy thì công việc anh nói chưa sơ qua một chút của anh, bản thân anh. Dạ. Trước thì anh cũng từ nhỏ thì anh học trong Nam, nhưng mà ý là anh cũng đi bộ đội mấy năm. Anh đậu trong trường chính trị, nhưng mà học viện chính trị. Nói chung là do cái sức khỏe có bị hạn chế một chút nên là anh không bị loại khỏi trường. Sau đó anh học học viện hành chính. Rồi anh cũng nói chung là cũng đi vượt trải từ học 4 năm đại học cho lo cho gia đình. Vậy nên anh cũng công ty này thì công ty anh tự mở rồi cũng được 7 năm rồi. Là công ty xây dựng thì anh bây giờ anh nhận xây dựng bên nhập phố của các bạn. Dạ, nghĩa là bây giờ là mình đã rất là tự chủ về cái vấn đề tài chính rồi đúng không anh? Cho em là... dạ. Vấn đề tài chính thì mình không biết sao tự chủ được, nhưng mà mình cũng nói chung là cái tính của anh thì trước giờ từ lập từ nhỏ từ học cấp 3 rồi anh từ kiếm tiền rồi từ lo cho đang trải cuộc sống học đại học rồi từ lo cho đến tận số điểm trả. Rồi, ủa anh Hoạt là trước giờ anh đã từng tham gia cấp lần nào chưa ta? À chưa em ạ. À dạ rồi. Ok, anh Hoạt mình còn có tài lẻ hay năng khiếu gì khác không anh? Ca hát đồ được không? Không, ca hát. Tại vì còn ngày trước thì có chỉ có mình thì cũng là chuyên lên học cũng là gia đình kinh chạy chạy thể thao. Rồi anh hỏi thêm một chút là bây giờ là mình đang công tác, đang công việc các thứ là ổn định ở trong Sài Gòn hết rồi. Thì ví dụ mà yêu cầu của mình là bạn nữ ngoài Bắc chẳng hạn, công việc của bạn thì đang ngoài kia, có thể thu xếp là mình làm tìm được bạn không hay là sao anh? Để không, mình không quan trọng có phải là người sống ngoài Bắc ý là nếu mà gốc ngoài Bắc được miền Trung được công tác. Ví dụ mà người thường nhưng mà lại đang ở người Bắc thì có xa quá không? Thì có ok việc đấy không? Ra thì mình không quan trọng xa gần, tại vì quan trọng là bạn lại có phone trên này không? Tại vì cái công việc của mình thì bây giờ đã ổn định, trong này thì anh em họ hàng trong này nhiều. Thứ hai là mình dạ. Trong Nam, trong trên Đồng Đồng, nên là mình không về Bắc. Ok rồi, cảm ơn anh. Thì cái buổi cast hôm nay cũng chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Khi mà chương trình chọn mình vào vòng trong để ghi hình và tìm được cho mình cái người phù hợp như là những cái tiêu chuẩn, những cái hình mẫu mà mình vừa mới đề đạt của chương trình rồi thì sẽ chương trình sẽ chủ động liên lạc lại với mình để làm nội dung cụ thể hơn anh ạ. Rồi cảm ơn anh hôm nay là bớt chút thời gian để tham gia casting với chương trình. Rồi rồi, cảm ơn chương trình. Dạ, phỏng vấn xong rồi, anh thoát khỏi cuộc gọi giúp em ha. Anh nhấn nút đỏ thoát khỏi cuộc gọi giúp em nha. Dạ, chào anh. Quen, bà ở Long, đang công tác kinh doanh. Dạ rồi, tên giấy tờ của mình họ tên là gì anh? Văn Lý. Bùi Văn Lý, rồi, tên thường gọi là gì anh? Bùi Văn Phát. Bùi Văn Phát hả? Rồi. Tôi gọi là Phát, dạ rồi. Ok, hiện tại là anh đang làm việc gì á? Mình đang kinh doanh dịch vụ ăn uống á. Mình là tên là nhà uống. Kinh doanh dịch vụ ăn uống là mình có nhà hàng hay sao anh? Mình thuê mặt bằng mở. Thuê mặt bằng mở tên gì anh nhà? Tên gì? Hiện tại có cái là mình hiện tại mình đang cái đồng cái bộ sỏi là đồng cuộn đồng bảy
nấu cua đồng hả? Bỏ tại cua luôn. À, là mở tại Bình Phước luôn đúng không anh? Đúng rồi, thành phố Đồng Xoài. À, dạ rồi. Ok, bây giờ anh Lý chia sẻ một xíu về mình đi. Những cái điểm mạnh thì biết qua như thế nào ha? Điểm mạnh của mình thì mình là một người rất là chịu khó trong công việc. Đồng tiền, bắt tắt chụp tóc và đó là tình hình đặc biệt là mình cũng rất thích nấu ăn. Cho nên là thì thành sự nghiệp của mình cũng đang rất là lớn rồi. Cho nên là mình cũng tìm một người đó cho nó phù hợp, mình nghiêm túc điều kiện gia đình để mà ta của mình làm việc rất là nhiều nên cấp độ thì cảm thấy mình nên mình rất cần chờ chương trình. Review của mình thì thật sự chỉ là một tám cái thức một học viên cái dịch của mình là học dịch hơn điểm cải thiện học dịch là cũng hết rồi chứ không còn nhiều. Trước đây là mình đã trải qua mối tình nào chưa hoặc là đã từng lập gia đình chưa anh Lý? Mình có trải qua cái mối tình còn tình dịch ngày hoạt động 3 đến 4 tới nhất là về công việc đến đó công việc mình nghe nhận tắt rồi đến phút cuối thì không có chuyện gì để muốn mặc dù hai bên gia đình là đều biết nhau rồi cũng tới phút ngang với hai người mình nhưng chắc có lẽ là khi tới đó thôi nhưng cũng chưa được tính tiến xa hơn nên là cũng chân tiến xa hơn. Mình cũng có thất bại trong công việc đặt năm 2020 cho nên là từ đó thì mình không có quen ăn gia đình cho nên đó là làm gia đình thì đồng ý. Ừ, như là bây giờ là mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để cho chuyện kết hôn rồi đúng không? Rồi. Ừ, dạ rồi, vậy thì anh mong mẫu bạn gái như thế nào về ngoại hình, tính cách, tuổi tác rồi đó. Về này mình cũng có đầu tư thì nó lên chín trăm mình không tính trẻ là bắt đầu mình về tính cách thì rồi thì biết tự tử là được rồi đó là tốt. Còn về ngoại hình thì nói chung thì chỉ là tập tối cái cấp bậc này thì cũng đặt nặng cũng đặt nặng thì vì nó tới đâu cho mình gặp những người trước đây hay là những thế nào đó thì mình không đặt nặng vấn đề đâu. Mình nếu mà có được thì nó tốt. Ừ. Rồi coi như là còn yêu cầu gì đặc biệt về cô gái thì đúng không? Đang sinh sống và làm việc ở đâu, quê, vùng miền đó ta? Về vùng miền thì về điểm mình là một Vĩnh Long có hoặc là không về khu vực miền Nam. Ừ, khu vực miền Nam, dạ rồi. Okay. Nam miền Tây. Rồi anh còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô gái này đúng không? Dạ không, em thì chỉ cần một sự nghiêm túc, biết cư xử, có văn hóa gia đình, lo cho gia đình. Anh Lý thì mình còn có tài năng gì đang thiếu về ngoài nấu ăn không? Mình thì xưa giờ thì mình đi theo cái ngành này thì hồi xưa mình trong hệ thống cái tourist rồi tập văn tác chế để chơi một công việc đi về một cái ngành này là dài nữa. Dạ rồi, còn về văn nghệ cái các thứ là mình có ca hát rồi được không? Cái môn đó thì mình không có thích tham gia. Rồi mình không thích mà lên sân khấu mình cố gắng mình thể hiện nha. Rồi ok, cảm ơn anh Lý ha. Có gì anh đợi thông tin từ chương trình nha. Dạ rồi, em chào anh ạ. Mình rất là muốn gọi được rồi ạ.